giấc khuya mà ông không thấy mũ đem đem ra ông đẩy nguyên đường cái này cho ổng hai ngày trời. Nóng vội hôm nay chị cứ góc thế nè. Trời ơi cái bơm cái bọc no dữ hả bạn ơi, đâu có bóp ra đâu. Bơm bồi hả? Em toàn làm bơm bồi không dính cái nào bóp đâu. Vô mũ rồi này. Kìa hồi đó pha cái góc này nó ít mũ rồi. Ít mũ lượng thấp. Giờ lên trên này là hơn 200 kg nè. Bên đây là 200 kg. Mà hồi đó làm máng không chuẩn. Dưới này có 160. À, lượng dưới này. Đây. Đây giờ trên góc rồi. Trên góc rồi. Mới nhé đầu tiên nữa. Chắc tay nữa. Chắc tay nữa. 3 mũi. 3 mũi thẳng đường. 3 mũi một đường. Ừ. Rồi nhanh lắm. Nọ vừa qua vừa đóng cũng bằng cái thời gian khoan như này. Đâu có lâu. Cái là nó vất lên tí thôi. Vừa này là chiến đấu mà nó không muốn nghỉ đâu. Em bị vừa nói trong điện thoại. Nghỉ lắm. Điện thoại cho em. Nó chơi nó đâu có làm máy mà đóng máy khách này khoan giặt cái rồi. Đến nữa hả? Ừ, khoan 10 mũi đi tiết bùng da mà. Đi cái này không cái, em lại tưởng đâu làm êm xuôi không điện cuối cùng đi xuống dưới rồi con mà con dọc này thì cây nó nằm tái sinh nó đâu có huy động được hàm giờ lượng kém mà hàm lượng kém để anh bơm lượng quá thấp luôn rồi nó cạo phần chắc 80-90 kg gì vậy? Mày đây này mày bơm cạo lên 200 mấy bữa rồi hát đây này nhỏ hả cạo mình lớn nó như nhỏ nguyên miệng luôn hả ừ được có tính ra cả diện tích này bỏ làm có gì điện cho em mà anh rồi đây là em đã dặn trước rồi làm hết nguyên miệng mà đang khoan không phải là khoan không có này nó bắt nó mà hàm lượng còn cao đấy hàm lượng còn tăng so với 3 độ so với lúc cạo trên này khoan trên này 3-4-5 đạt lắm anh sẽ mổ anh sẽ mổ anh sẽ đang tại ngay cái góc này nó ít mũ được hết nó ít hàm lượng đều không có chút anh không chút chỉ chút nhưng mà nếu mà sản lượng 97 kg là cây nào cũng phải như nhau ấy mới được tại có 400 cây mà đâu ít đâu này à cái này mà bắt chia ra chia hai đó mà còn có 400 cây mà 97 kg hết đâu trung bình cây 2,5 lần mà bên cây lên ấp thì sản lượng nó không có đạt bằng cái da nguyên được cây này nó lên ấp nhanh lắm phần giò nó không bón vô phát là thấy là cái kiểu là đói quá đói trong cái hoa em cũng ấp vậy nè có cái cây của em nghỉ một năm á là cái sản lượng mũ của em nó phục hồi nó may là đến vườn nghỉ hồi nãy luôn cái vào thấy sản lượng nó phải lên ngay 800-900 cây nó vẫn nhát đầu nó vẫn lên được hơn 300 mấy cây to được có đột xuất lúc đầu bây giờ đâu có mấy chỉ được mấy cái nhát đầu đột xuất bây giờ nó đều đều bên hoa là em cũng ấp lên bên kia mặt đến cao đây mặt này cây này thì đâu kém thì trong Tân Hòa em nghĩ một năm về độ to ấy nhưng mà da nó không mỡ của nó cái da cây trong Tân Hòa là cây bóng lưỡng này này cây bóng trơn luôn á đẹp lắm cây bỏ đi cây bỏ đi cây bị cháy lúc đầu nhát đầu tiên là nhát này là 157 kg này hàm lượng 294 còn về đến đây là đến 200 kg mà hàm lượng nó 31 cứ mùa đó lên giờ xuống đây mà nửa phiên 97 kg coi như cả diện tích mẫu 7 là được 100 gọi là 200 kg đấy mà hàm lượng lên 3 độ luôn vừa được quan à ừ vườn này có nhiều người trông nhưng không lo mất khoan xong về anh trao mũ dây đúng không anh trao mũ tại mũ dây đó hết chỉ lấy mũ nước không trông ngon mình lại đỡ được cái công đi vệ sinh chèn ừ công lại là phù được đâu mấy cái đó mình gốc khô ấy đưa lên không bị mổ, không bị cả, không bị mổ giờ đang
Đó, cây đó không đến được đấy đâu. Mấy cái cây mà nó bị khô miệng, nó chưa bung gì đó, là em bơm lên ép cái này vô cho nó bung. Mới rời mổ sản lượng đâu ít đâu. Rời sâu vô trong đưa lên sản lượng có liền rồi. Cây khô miệng mà nó bình thường là nó phun ra ra nó sẽ tái tạo lại mổ đúng không? Còn đây cây này nó khô miệng nó bình thường, em sẽ ép khí vô cho nó bung ngọn cây ra. Đang cho nó biết đang giấu thì tự nhiên đúng cái thằng chán thật. Nó cũng là cái như người ta là không có cái thuốc nào điều trị được cái vụ khô miệng này, nhưng mà nó bung ra rồi nó có hình thành lại được không? Thì đó, thì bởi giờ cây đằng nào cũng đâu có mủ, đằng nào cũng khô miệng hẳn rồi. Thì kết quả sao rồi? Dạ, kết quả sao? Kết quả mới làm đây làm sao mà bung nhanh vậy được. Kết quả mà ra mà có mủ lại. Bình thường cây mà cứ thử đấy, cây nào mà khi mà bị khô mà vỏ đất ra là cái vỏ tái sinh là đều có mủ hết. Thì cái vỏ trong nó ra. Mình mắc gì không cho nó vỡ ra đây. Trong khi lại cái thuốc này nó lại kích cây để cho nó bung ra thật. Mà đúng thiệt, nó có bung. Bung mạnh luôn á. Mà hồi đó của em làm, hồi đó mới bắt đầu làm là sợ nha. Hồi đó bơm sao mà bơm có 30 mà sao mà kiểu như em nghĩ nhiều cái gì á, mũ nó tức mà nó nổ da luôn. Khi trường hợp mà mình khoan á, bắt đầu mũ nó ra rồi, bắt đầu nó cái này tí nữa bơm khoan một tiếng mũ xong bể tiếng mũ nha. Của em nó nít có trường hợp mà nó nít ra mà mình moi ở trong ra nguyên cục mũ khô trong vậy nè. Bữa trước nó khoan nó nít luôn á, nó nổ da luôn á. Như kiểu như mà mình khoan rồi mà mình bít cái lỗ của nó ra không được á, tức người ta con nhà nó nhiều cái nhà con cây không bao giờ bữa môi ra cục lớn nha, nếu cạo được gốc cái mảng da cho nó lột vậy chứ nó liền da lại nhanh, nó bung nhưng mà vẫn da. Mà công nhận cây cao su này bỏ tái tạo coi như là phẫu thuật á, thằng nào chịu khó đứng ghế vậy. Bởi thiết kế xong rồi thấy cái cây khô miệng là nên bơm vào nhồi cho nó nhiều vào để cho nó bung ra. Nó làm cái cà kheo á. Thôi rồi, chỉnh vô bắp té chết luôn. Có thằng nó đi chân đất mà nó còn té nữa, mày hỏi gì mà kêu. Đi càng heo nó đi từ đây qua đó. Làm chung là cũng mấy tháng khoan tầm này lên được mấy tháng. Không, em là em cũng tại trong nhà em cũng có nhóm cây cao này rồi, em cũng chế không rồi. Không vì một năm là khoan chừng cỡ 10 phân thôi. Thì bây giờ với em chế làm cái ghế nhôm bắp tầm này thôi là khoan được 2 năm rồi. Nó giống như cái tính làm cái sắt giống sắt vali đó. Còn làm cái ghế nhẹ mà ghế kém vừa kém sản lượng, vừa kém sản lượng. Mình đứng lên cái ghế cái mình nâng hẳn lên đi. Nó năm khoan như đây nhiêu? Cái vòng tròn này. Thì cái ghế làm năm khoan này mà làm cái tay cầm giống như cái như đây mình làm quán ba lô đó. Đó. Có đứng ghế mà thì cảo một tay mà có 1 kg làm chế thì 1 kg cần. Rồi ghế mổ mình đi sắt nhà nó nhiều lắm. Khoan cái được cái gì? Lịch sự. Cái cạo cần lắm cạo. Cũng sáng chế. Đây này giờ cạo biết. Này giờ cạo lỗ. Cái đằng cao với lại công nhân chủ vườn mà có cây này cạo là coi như chia cho hai phần công nhân đầu tư công nhân càng cạo mặt cao rồi có thể là lương nó phải cao ra nó làm thì cứ 6-7 triệu 600 cây cái dây mình cột mình cứ móc vô ngang được nhân như thế này móc vô cái kềm cầm tôi tháng 7 nữa ra đấy mấy tháng rời được mấy tháng 4 được 5 tháng rồi. Nhưng mà như cái này là phải buộc cái này đâu là, gì đâu. Nó đây này cái này nó đang tái sinh đang rút vô rồi tái sinh ra này đâu có bị thấy cái gì đâu. Bây giờ anh khoan đứng ấy, mà thấy hiệu quả không cao. Có cây nào bị khô miệng lại không anh? Có nghĩa là tỷ lệ khô miệng không? Không. Từ lúc khoan giờ là cây nào có sản lượng là cây đó có, chứ không có cây nào bị khô miệng lại này. Thì cào truyền thống thì nó cũng có tỷ lệ năm nó bị khô bao nhiêu cây? Khô đấy, cào truyền thống là một năm cứ bình quân như cái vườn mà lên úp như thế này là cứ một phần 500 cây, khoảng tầm 10-20 cây, tầm 10 cây, 15 cây là khoảng tầm đó. Là tỷ lệ tầm khoảng 2-3%. Còn làm này từ đầu năm giờ thấy có cây nào bị không? Không. Không. Đang ấy mấy cây bị giờ còn đang phục hồi lại được mà. Đó mấy cây đằng kia đang phục hồi lại. Cây khô miệng hả? Ừ. Cây nó càng khô là bơm càng nhiều. Bơm nhiều, bơm cao qua tầm là có hết à. Còn để từ từ mà nó vỡ cái những cây nào vỡ vỏ này nó sau sử dụng được hết, cũng bỏ được cái nào. Người ta bắt chấp khó. Cao mỏng.
vỏ mỏng, mình đóng nhẹ lên chịu khó rời, chịu khó rời, chịu khó rời nhưng đóng nhẹ thôi, nhưng cực công rời thôi. Như một vườn mình đâu có bao nhiêu cái diện tích cây đó, cho nên làm được rời được. Vườn này anh mua hay là anh thuê bông hay là sao? Anh mua da hay là mua vỏ? Mua vỏ. Mua lúc đầu tưởng lỗ. À lúc đầu mua đình cạo anh? Không, mua là mua dùng cái này chứ. À. Anh tại anh cạo bây giờ hai vợ chồng anh cạo 7 hectare rồi. Thì mua cái này là tính để làm thêm này. À. Thấy hiệu quả, vườn nhà thấy hiệu quả làm thêm. Lần đầu tiên nhảy ra đi mua tưởng lỗ. Sau làm được chừng một tháng đầu tiên thấy bắt đầu thấy có công. Cứ bình bình ngày độ, nếu mà đi làm hết ngày 300-400 ngàn một mẫu mấy, trừ chi phí tiền thuê dãy, tiền lời, tiền lãi, tiền phân, ngày được khoảng 300 ngàn. Trừ cái chi phí công của mình chưa hay là tính công? Công của mình á. À, công của mình công được 300-400. Còn trừ là trừ cái tiền mình phải thuê đất này. À. Trừ tiền phân này. Trừ tiền lời trong cái tiền thuê đất. À. Đó là chi phí cho mình phải chi. Tính ra là trung bình một tháng mình lời khoảng một mẫu không bao nhiêu tiền đó, mình trừ hết chi phí. Một mẫu được khoảng 2 triệu. 2 triệu. Là trừ công mình chưa hay là? Đấy là công của mình đấy. Công của mình. Là mình được công 2 triệu. À, mình được công 2 triệu. Tức là cái này làm chủ yếu lấy công làm lãi. À. Thế nhưng mà đấy là những cái tháng đầu. Còn những càng ngày về sau thì cái tiền lời mình sẽ giảm đi. Tiền lời mình sẽ giảm đi. Giảm đi. Tại mình bây giờ tháng này ví dụ 180. Là tháng này mình trả 6 triệu đi rồi. Thì cái tiền lời của 6 triệu nó sẽ giảm đi, nó còn 160 mấy triệu, 170 triệu. Là mình lại tăng tiền thu nhập mình lên. Tăng tiền thu nhập. Không là mới chứ còn chứ cái này giờ mà làm nếu như nhà ta có đất thì người ta tính không tính thu nhập bằng lời lãi, như mình thì phải đi mua bỏ tiền túi ra mà. Thay vì vay mình ấy thì vay ngân hàng cũng phải tính bằng lãi suất ngân hàng ấy. Cho nên người ta thu nhập cao là nhờ đất có chủ quyền. Người ta ăn hết đi rồi thì người ta còn đất đấy. Còn như mình đi mua là mình buộc phải tính tiền lời, tiền gốc. Thua với cái đấy. Này thì coi như mình đi lấy công làm lãi mà chủ quyền mình được cái tự do. Làm nghỉ không phụ thuộc ai. Ủa mà khi mà mình mua da vậy mình mua vỏ, mình nói sử dụng mình cạo bằng áp khí, ta có cho không? Hay là ý là người ta có quan tâm về vấn đề đó không? Hay là ta không quan tâm? Tức là khi mua là người ta xác định cây thanh lý rồi. À. Người ta không có quan tâm cái việc mình làm thế nào, khai thác hết vỏ thôi, hết nhiệm kỳ, hết cái hợp đồng thôi. À. Vậy anh thuê bao nhiêu năm? 3 năm. Ba năm. Lần này. Cây quen chắc. Lần này xác định lúc đầu cạo thì không được 3 năm. Thì là lỗ. À. Nhưng mà giờ sử dụng áp khí thì 3 năm thì còn phải suy nghĩ lại, có khi lại thêm mua nữa. Vì áp khí này mới năm nay sử dụng này đâu hết nhiêu. 10 phân về 15 phân này. Chiều rộng mà chiều, nói chung 15 phân không được 15 phân vuông nữa. Thế còn xe còn láo. Còn nhiều thế, vỏ nhiều. Còn xuống dưới gốc này. Gốc này quanh quanh cũng phải cỡ này, gốc chỉ lấy đầu mùa với cuối mùa. Đầu mùa cuối mùa không hết 3 vụ nữa. 3 vụ đầu mùa cuối mùa. Tại ra nguyên sinh nó tới trên này. Mà một mùa đầu mùa có không nhiêu đây nhiêu. 2-3 tháng mà. Nên là không sợ hết vỏ chứ còn cạo cái này, những gốc này vô phương rồi. Cạo là giờ hết rồi. Gốc này không cạo được nữa. Trên này thì cạo úp mà như cây rêu này, mà cạo úp cây loại như thế này thì mặt cạo này 2 năm hết vỏ, không còn khả năng khai thác, sản lượng kém. Cây bê bê ấy thì cạo úp được khoảng, nói chung là cạo đến lúc nào cái cán dao mình muốn thanh lý thôi. Nhưng còn riêng rêu này thì tầm với độ 2 mét, hơn 2 mét là sản lượng thua, hỏng lên, thất bại. Anh xài cái này anh thấy trên vườn nhà là vườn này thấy cái cây phát triển như thế nào, hiệu quả sao anh? Cây phát triển tốt, đều. Cái lá là được nhất là cái lá, không có hiện tượng bị rụng. Lá già là lá giữ chứ không có rụng lá như cái vườn khác. Nó cũng có một thời điểm bị rụng nhưng mà không phải là rụng như cái vườn khác, mà nó chỉ gọi là rụng lá già, lá gốc.
Còn như những vườn khác là nó lá non ra rụng, không có chuyện mà đậu lại. Này nó vẫn tiếp tục ra đọt non đúng không anh? Ra rồi nó ra rồi nó đậu lá, cứ lá ra là đậu, không có bao giờ bị rụng. Mà nó áp dụng cái này nó phải trong vòng khoảng từng 4 tháng, 3 4 tháng được thì mình thấy cái hiệu quả của lá. Chứ còn 1 tháng đầu thì không thấy đâu. Có vườn ở dưới gần nhà của anh là bình thường đến tháng này là tháng 11, gần hết tháng 11 qua tháng 12 là rụng hết lá thôi. Tháng này là muốn bắt đầu hiện tượng nghỉ. Mà cạo có 14 kg à. Cạo truyền thống 14 kg. Mà giờ khoan là cứ muốn lấy bao nhiêu lấy, tức là lấy nhiều nhất thì được 37 kg. Mà lấy ít nhất vẫn được 14 kg. Mà lấy 14 kg mà lượng nó cũng tầm gần 40. Vẫn đạt sản lượng. Mà hiện giờ lá ở vườn đó vẫn tốt. Trời ơi, lá vườn đó còn chê gì nữa. Vườn đó nếu là lá rêu là gần như không có ai vườn nào cũng bằng ở tại thời điểm này. Đó, đây lá đây, bữa trước vào chưa chặt, giờ lá xanh gì đã gì đó. Bà này chắc phải kỷ luật đảng mới bắt, đưa vào tổ chức đảng kỷ luật. Trước mình mới bị tật lên là không có việc làm, giờ nó có việc cho mình xin cơm. Cổng này trả ai dần dần. Chạy từ đây cho bổ túc mới được 100.000, đây làm tí 100.000 không việc làm. Chúng ta lại thích cái kiểu đó. Mấy cây lớn lớn này cái sản lượng nó đạt hơn mấy cây nhỏ mà. Nó sẽ nhiều hơn. Lúc đầu thì cái thời gian đầu khai thác thì ấy lắm. Một chén để lại đấy. Đi lấy của người ta để người ta bóc. Thời gian đầu nó đột biến lắm, nhưng bây giờ nó bình bình sản lượng. Cứ một lần bơm đến lần thứ ba cũng gần đầy cái to như này. Còn hồi xưa nó mà cạo nó cũng sản lượng nó cũng tăng nhiều. Cạo sản lượng kém lắm. Chung như dạng cây đây mà người ta chăm sóc kém rồi đâu có cho ăn đâu. Năm nay anh có bón phân vườn nào? Có bón. Bón 5 triệu, mẫu 7. Trời ơi, mẫu này sao? Bởi tại sao mà hàm lượng 32 tự nhiên tăng 3 độ. Phật cao lắm. Cái này những con bò. Bà này hay thật. Tối nay tao lại không đi làm. Chưa bóc nữa, chưa bóc một chén ăn tối nay khoai. Bàn bình thường thế này. Đeo giỏ đi cầm được chén hết chén. Năm trăm cây. Mà hàm lượng phải trên hàng 4. Cây à? Ở đám nào? Ở đám này. Bởi này giờ làm ơi phân nhiều thì bởi giờ làm cầu tàn này mọi người chỉ cần 3 mẫu thôi. Năm cây làm gì mà có chích sức đúng thuốc làm gì mà có được 300 kg mà lên 300 kg mà cũng đỡ ngờ nó chạy lắm. Vườn 6 là một cây 6 lạng kìa. Bữa ổn điện mà luôn ổn quá chuyện ta trắng giả một bên đó là vườn nhà nó chút rồi. Giờ không dám giờ nắp chấp mấy lâu kia mà. Thì đó hãm lại cho nên ham quá thì anh bơm có 30 hay bơm 20 ba mấy nhưng mà bơm nhiều chưa đến nếu nó chưa giảm xuống lại bơm nữa thì nó tại nó đột biến lên nhưng mà nó cũng không có cầm được cái hàm, nó cũng không giống như thằng cạo đâu. Cái này nó tuột, nó tuột luôn đúng không? Nó không có nó tuột nhưng mà nó cũng không có độ khả năng là nó chỉ ngang ngang vậy thôi. Chứ nó là, gọi là ví dụ có lên lại 300 kg mà nó xuống khoảng 250 thì độ nó vẫn là 36. Tại nó chỉ có đột biến mấy dao đầu thôi, nhưng mà làm lấy nhiều quá là nó sẽ giảm xuống. Nên thà lấy vừa vừa, độ nó cao thì nó cứ duy trì vậy hoài. Vậy được chứ kéo dài quá không được. Là thà như làm 5-2 năm thì lúc đó mới gọi là bình được. Còn những này làm mới có mấy tháng là không bình. Như cái vườn em làm là không bình được. Vườn này qua năm bình quân tháng 10 triệu. Cạo cho tháng 15 triệu thì có cạo đi. Mỏi lắm.
Mỗi bên kia 100 cây mà ông sạc hai lỗ cũng như đó mũ. Cái này đúng 1 hay 2 đúng nhau đấy. Lượng mũ bây giờ. Lượng mũ nó ra bao nhiêu? Cái mũi khoan mà cái mũi 5 với cái mũi 3. Cái mũi 3 thì nó chạy mũi dai hơn chứ mũi 5 của em nó khoan đều hết. Nó chạy tốc hành, nó nghỉ tốc hành. Tại là hôm nay cái lượng mũ nó bao nhiêu nó cho kiểu mình lấy vừa phải thôi. Nó luôn bơm khí vừa phải thôi.